Mẹ ơi mẹ, sao mẹ không đi chợ? Ôi, tới giờ đi chợ rồi quên nha. Anh ơi, đi chợ. Anh quên nói với em, hôm nay mình đi chợ đâu. Tí nữa người ta giao đồ tới đó. Yeah, hôm nay không còn nấu ăn. Sướng, 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 sướng. Ủa, ai cũng dù có, chắc là mẹ giao hàng á. Anh ơi, cái gì vậy? Đúng rồi, cái này nè. À, đây đuông dừa đó em. Đúng rồi, đuông dừa ăn ngon lắm mà. Em nghe rồi nha, anh chị có đồ ăn mà không có em nha. Đây, đây, đồ ăn ngon đây, củ cải. Cái gì đó? Chị đưa phần của chị cho em luôn á, nhìn đi, nhìn đi. Ủa, sao toàn thấy sơ dừa này? Đây, 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 củ cải. Hay là hôm nay nhà mình tổ chức cuộc thi nấu ăn bằng đuông dừa đi. Ok, vậy triển luôn. Lại xem cái cút, lại xem cái cút. Rồi, bây giờ anh sẽ đổ ra xem có bao nhiêu con đuông dừa nha. Đổ đây luôn hả? Ờ, đổ đây đi. Anh gấp vào đây. À, anh gấp vào nha. Ở đây anh đặt 20 con á, không biết là có đủ không ta? À, con bị túi vào đây nè, anh ơi, đi con luôn nè. Đây, một con nè, hai con nè. Đây, đuông dừa này các bạn ơi. Ba con nha, bốn con nè. Đâu rồi? À, đâu này này nhiều chưa nè. 5 con, 6 con, 7 con nè, 8 con nè, 9, 10. Con nữa không ta? Ồ, hình như bị thiếu hay sao nhỉ? Đây nè, con này đây. À, 19 nè. Rồi, 20 con. Ồ, con này chết rồi, con này chết rồi, con này chết rồi nè. À, con này bị chết rồi nè, con này chắc chết lâu rồi, nó bị đen rồi. Ok, như vậy là đủ 20 con nha. Trời ơi, lần đầu tiên thấy con đuông dừa luôn á. Nhìn leo meo lóc nhóc như con giòi. Nó thế còn có cả răng nữa này. Nhìn nó cạp cạp ghê quá à. Cô cái ơi, chị nói thật với em là chị nấu ăn cũng được hơn 15 năm rồi. Mà riêng cái món đuông dừa này thật sự là chị không biết nấu sao luôn á, chịu. Anh chế biến món đuông dừa này cực kỳ đơn giản luôn nha. Làm món đuông dừa lội nước mắm. À, vậy thì em sẽ làm món đuông dừa nướng sa tế. Vậy thì chị sẽ làm món đuông dừa chiên. Cô cái đưa mấy con đuông dừa lại đây. Đây gì rửa nào, dơ quá à. Đây đây đây, đây. Thì gấp nó bỏ đây đi. Đổ ra luôn. Này, nước này. Mà nhìn thấy ghê quá, rửa sạch chút xíu. Đấy, được rồi đó. Đây, đây là 20 em đuông dừa Linh Nhi đã rửa sạch rồi nha. Bây giờ mình chuẩn bị thi tẩm nó đi. Thi tẩm là gì? Thi là nhìn tẩm và tẩm ướt. Vậy là nhìn nó xong rồi đem đi tẩm ướt nè, đó. Đây, để anh làm nước cho. Món của anh đơn giản nên anh làm nước nha. Để làm được món đuông dừa lội nước mắm thì ở đây mình đã chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Một chai nước mắm, hai quả ớt, một cái tô và một cái kéo nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ cắt ớt vào tô nha. Đây, mình sẽ cắt lát như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chế nước mắm vào nha. Đây, chúng ta sẽ chế nhiều nước mắm lên, cho ngập cái ớt này luôn và ngập đuông dừa luôn nha các bạn. Ok, để cho nước mắm thêm phần ngọt nước thì mình sẽ cho thêm một muỗng đường nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắp đuông dừa vào và thưởng thức nè. Một em nè, hai em nè, ba em nè, bốn, năm, đấy. Ồ, nó quằn quại kìa. Đây, bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần là gắp lên và thưởng thức thôi. Nhìn người ta ăn ngon thế mà mình nhìn đây ghê thế nhỉ. Anh ta bị gắp một mặt cho nó ngon đi. Đây, quay cận nào. Đây, đây này các bạn. Đó. Ôi trời ơi, cái răng này, cái răng này. Sợ đi, cắn còn gì nữa à? Ui, sợ nó cạp quá, sợ nó cắn quá. Ăn đi, ăn đi. Mời cả nhà nha. Cô gái ơi, ăn tới cô gái. Thật sự đây là món ăn kinh dị trước mà. Trước nha, từ giờ mình nghe lần đầu tiên. Anh thử nha. Ăn đi. Ai cũng mong chờ hết trời. Này mọi người nhìn này. Ơi, ghê quá. Lẹ đi, không cứ ghê quá hoài à. Phải. Không ăn. Tí là ăn sau. Thôi bây giờ hai người sẽ chế biến món ăn của mình đi. Rồi, tô xuống nào nha, còn nguyên 5 con chứ đâu đây. Rồi em bắt đầu làm đuông dừa nướng. Ủa, rồi sao tới đâu?
tí quẹt sau hả? Tí nữa quẹt sau kẹp vào cái đã. Lúc rồi, nhưng mà nó đi làm mà. Ghê không? Có cảm giác nhiều gì? Ý gì? Đừng có nói nữa! Đừng có nói nữa! Đây, kẹp cái đầu nó như thế này nha. Linh Nhi đang tắm bồn. Ồ, kẹp như thế này nữa mới được này các bạn. Không biết là cho vào được bao nhiêu con đây. Linh Nhi đã khuấy xong bột rồi nha. Rồi, chuẩn bị tẩm ướp đuôn dừa nè. Này, một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. Đấy, năm con thôi, trộn lên nè. Các bạn ơi, tìm mãi mà chả thấy cồn nướng mực đâu. Mình sẽ sử dụng cồn sát khuẩn 70 độ này. Không biết là nó có cháy hay không nữa. Đây. Rồi, mình cho ra đĩa nha. Ok, bằng này chắc là đủ rồi. Rồi, đây lại này. Cháy hay không đây? Chuẩn bị nhá. Ô, cháy rồi, cháy rồi. Ôi trời ơi, con đường dừa của mình nó tuột ra một con rồi các bạn ơi. Đây, mình nướng luôn nha. Đây, ô. Lửa trong nó không thấy lửa luôn các bạn ơi, nhưng mà nó đang cháy nhá. Wow, đó, nó co lại đây này. Ồ, lên mùi thơm quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nướng cho nó hơi vàng vàng xíu, ăn cho nó ngon. Đấy. Ý, các bạn ơi, mấy em đuôn dừa của mình à. Trời ơi, đang bơi trong dĩa bột nha. Rồi, Linh Nhi sẽ thả vô chảo đầu đang sôi nè. Ui. Ui, nó dằn quá, nó dằn quá. Đấy. Rồi em này mình sẽ nhúng lại bột nha. Linh Nhi đang ăn thử bột thôi. Hồi nãy dầu bắn phát bột phỏng phỏng mặt luôn các bạn. Đây, đây là những cái con đun dừa mà Linh Nhi đã nhúng qua hai lớp bột rồi nè. Đó, bây giờ nó rất là to luôn nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ phết sa tế lên mấy con đun dừa này nha các bạn. Uầy. Thơm thơm thơm. Thơm quá. Mình sẽ xoay thật là đều nha, để cho nó chín thật đều. Thơm quá, thơm quá. Wow, mấy con đường dừa này nó phình lên này các bạn ơi. Wow. Wow, wow, wow. Ôi. Nó giống như là quả bóng luôn ấy. Ơi, vậy là tụi mình đã làm xong những cái món ăn từ đuôn dừa rồi nha cô gái. Đây, đuôn dừa nướng. Nướng sa tế, rõ ràng. Nướng sa tế, nướng sa tế. Giới thiệu lại, giới thiệu lại. Đuôn dừa nướng sa tế. Đuôn dừa lăn bột về. Đuôn dừa tắm nước mắm ớt. Em ý kiến như thế này. Sao? Mình nên ăn những cái con chết có cái con kia để sau cùng đi nhìn ghê quá. Được. Bây giờ mình phải bỏ lại nữa thôi. Đây, bây giờ củ cải sẽ gắp ra từng con nha các bạn. À, đây ba người sao mà làm bốn con củ cải? À, cho bé cún một con. Ơ, cún to hả? Anh tới cún đâu ăn được. Rồi. Sao nó xẹp này kìa? Đây, xẹp lép này. À. Mà bây giờ em ngửi thấy mùi giống như mùi con nhộng á chị ơi. Chị chịu ăn chứ, chị chịu ăn chứ, chị chịu ăn chứ. Đây, em ăn trước nha. Ăn rồi, chị ta chừa cái răng lại đâu rồi. Sao? Nhắn luôn cả cái này. Trời ơi, các bạn không thấy đâu, Linh Nhi ngồi đây này, Linh Nhi thấy là hả, ngang phát một xịt cái nước gì ra hả? Đang xử lý Y chang như bị con nhộng luôn. Thế hả? Ờ, nhưng mà nó béo hơn. Rồi, chị ăn đi. Cắn cái đầu ra nha. Ngon rồi. Cay thế. Cay hả? Ừ, tao mới gì mà cay thế. Cay cho hơi nhiều sa tế. Sa tế. Không, anh cũng hồng ngon, anh ăn thử đi, ngon lắm. Nghe hai người khen, anh sẽ chọn con to nha. Đây, nhờ, có gì đâu sợ. À, sao sợ? Có gì đâu sợ. Con này anh ăn to. Ai mời cả nhà nhá. Rồi ăn đi. Y chang nhộng luôn, béo. Công nhận là béo vì dừa các bạn. Ê, củ cải còn
coi cái gì nó được nha. Rồi bây giờ sẽ là món đuông dừa tẩm bột của Linh Nhi nha. Này, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con. Hồi nãy làm 5 con thôi, xong rồi cái thử nó thử cái thấy ngon quá nên là làm thêm vậy. À Xu Hà ăn con nào Xu Hà không? Ờ cho anh ăn trước hả? Đúng rồi. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ chọn con béo béo này nha. Nhìn như bánh rán á. Ờ nhìn như bánh rán ghê ha. Bánh chép, bánh gà chép. Ờ đúng rồi. Rồi mời cả nhà nha. Vô. Sao? Bột á hả, giòn và có thêm cái vị hơi mặn mặn ở trong bột chút xíu rồi cộng thêm hòa cái vị béo của đuông dừa. Trời ơi, cái này nó chấm thêm tương ớt mà sò nè nó hết sạch của bà ấy luôn á. Cái này gọi là đuông dừa KFC. Dừa KFC. Tuyệt vời, ngon. Thử con cái. Có chứ. Đâu, chọn con béo nhất to nhất nào. Hai con cái, à? Nhìn giống sô cô la. Thôi ha. Rồi, cô cái mời cả nhà nhá. Ăn xong đều cảm nghĩ nha cô cái. Bỏ hết rồi, nó ăn hết luôn đi. Nó rao nguyên con này nè. Không, cái này là nhân. Nhân. Nhân tôm chứ nhân này nhìn ghê quá. Bỏ hết luôn đi. Béo. Ăn bị bùi á. Hết luôn. Nó sao, cảm giác sao? Nhét sao? Nó béo nha. Bên trong giống như là nhân bơ nhưng mà nó khác. Cái vị nó khác. Bơ người ta đang ngọt, có thơm trứng gà đấy mà thơm. Thơm dừa, thơm sơ dừa. Tính chất của dừa. Ê, sao à, sau khi ăn cái dòng lên dây rồi chuyển qua cái dòng đặc biệt đó. Rồi cái này em chiếm quá. Đây là con đuông dừa nha, mình sẽ lựa con to nhất. Thôi mà ăn nhiều là giờ ăn nhỏ thôi, nhiều dù cả con to chứ. Đây. Ghê quá. Chắc làm gì đó? Bẻ cái đầu ra trước. Bẻ cái đầu à? Bẻ cho nước mắm mà đầy người là ghê quá. Nó bắn ra cả người này. Nè. Cắn đứt luôn. Nha mời cả nhà nha, các bạn cho Xu Hà một like nha. Béo. Giống như là vị dừa vậy á. Giống như là gì nhỉ? Dừa non á. Dừa non là loại dừa non á. Cái gì à? Cơm dừa non. Cơm dừa hả? Ừ. Mặc dù là ăn phía bên ngoài rất là ghê nha, nhưng mà lúc mà nhai vào á thì nó rất là ngọt. Ngọt vị dừa luôn á. Vậy hả? Ừ, ngon lắm. Cô cải thử. Thôi cả nhà thưởng thức đi. Thì ăn đi. Cho Xu Hà thêm con á. Cho Xu Hà thêm con đó đi. Thêm con ạ. Rồi bây giờ cho cục cải đi, tí em ăn con cuối cùng nha. Rồi bây giờ sẽ tới lượt cục cải nè. Thôi cả hai người cùng ăn đi. Một người ăn không được đồng đội. Ghê quá. Mình ăn rồi mà. Ăn ngon mà. Nhưng con nào chết ai, những con này. Con nào yếu á. Con nào sung phết, con này à. Con này nó cũng sung này. Rồi gấp lại đi. Linh Nhi còn chọn con béo này ăn ngon đấy. Rồi cô gái ăn đi cô gái. Cô gái ơi. Ăn vô khi là nó lúc nhúc bụng vậy. Thôi mình nhai rồi còn gì mà lúc nhúc nữa, có phải nút trần đâu. Rồi để cải thị phạm cho xem nhá. Cải thị phạm đi. Cái răng đằng đầu không nhai được chị ăn đi. Không mở vô nó ăn kêu. Ghê quá. Cái gì? Nó chạm vào cái lưỡi ghê quá. Sợ nó cắn quá. Sợ quá các bạn ơi, chảy nước mắt luôn rồi đây. Anh đi. Ghê quá. Anh nhìn một chai đi được không? Không. Trong mình một chai lắm. Ba người chế biến sẽ ăn hết chứ. Ăn đi Linh Nhi, ăn đi, cố lên. Cái cố cái gì? Đây, cải tiên phong đi. Vừa đã chạm vào cái lưỡi ghê quá. Đây. Ờ ha, sao ngu thế nhỉ? Ấy. Được. Mình phải học theo mới được. Đây.
Này hả? Ừ. Ừ. Tuyệt vời. Ngọt. Ngọt vị dừa đúng không? Hồi nãy hai đứa là làm chín lên đúng không? Đâu nghe được cái vị của nó đâu. Cái này thì nghe vị cay không à. Còn cái này của Linh Nhi là nghe vị bột chủ yếu. Còn cái này là ăn sống luôn á, thì nghe vị ngọt ơi là ngọt, mà ngọt thanh của dừa chứ không phải là ngọt gắt của đường. Hòa thêm vị nước mắm mặn mặn, rồi vị cay nồng của ớt nữa. Nói chung hai con này mỗi đứa một con đi. Nhường nhường lấy nhé. Nó cái trong miệng ghê quá. Đây, ăn hả, ăn xuống quay này, hả, nhai nè. Nghe như kẹo cao su. Nhai như kẹo cao su, chính xác. Nhà nó rất là dai các bạn. Nói chung là sau khi thưởng thức và con đun dừa sống này thì Linh Nhi cảm thấy là một trải nghiệm rất vừa mới nuốt xong mà cái rùng mình luôn á. Đồng ý, người ta đang cảm xúc là giàu dạng luôn mà đang cảm xúc là dùng duyên kìa luôn á. Không, thử nuốt đi mà xem. Một cảm xúc rất là lạ luôn á. Nãy giờ thật sự là chưa dám nuốt luôn tại vì nó ngọt quá nên muốn nhai thêm xíu nữa hả? Hay là tí nó ra nhà. Không, nè. Ghê chưa? Nhường tiếp, ăn đi, ăn đi. Cải thiếu nha, cải thôi nha. Cải thôi nha, không chơi nữa nha. Ok các bạn ơi, vừa rồi thì team Linh Nhi đã chế biến 3 món ăn từ đuông dừa nha. Và các bạn thấy món ăn của ai hấp dẫn nhất á, thì hãy để lại bình luận phía dưới nha. Và đến đây thì video của team Linh Nhi cũng sẽ tạm thời khép lại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì bye bye. We'll be right back.